Dạ chào anh Hòa, dạ mến chào chú bác anh em. Hôm nay vào ngày 30 tháng 5 nên tổng cộng về có hai mấy phô mai giao lưu với các chú bác anh chị em. Số điện thoại em là 0984307139. Dạ em bao ship bà con cô bác. Dạ cũng chúc sức khỏe bà con cô bác từ lâu ủng hộ em. Thành thật cảm ơn. Rồi ok. Số 1 á. Dạ cây số 1. Cây bonsai lùng lực nha, củ đế nở nha bà con. Củ đế đặc nở nha. Có cọng rễ này đưa hơi dư thì tới nữa mình trong đây nó vẫn có đế rồi nha. Bà con về muốn để thì để, cắt cắt thì để cho bà con đi, tùy sở thích. Thân trực lắc nha, bông đẹp nha bà con. Cây vô chỗ 5 tấc nha. Thân trực lắc nha, cây này khéo nha bà con. Cây rất mạnh khỏe nha bà con. Thì lô cây này bán hôm đó giờ bà con cũng biết nó rất là mạnh nha. Bông thì đẹp mà bông thơm nha bà con. Rồi, thông số luôn. Này là giảo thơm nhưng chỉ bao 5-7 cánh thôi nha bà con. Giảo thơm. Nhưng mà là giảo thơm đó nhưng chỉ bao bông 5-7 cánh thôi. Bông nó rất là thơm nha. Hoành thân 25 nha bà con. Rồi ok 25. Chiều cao 42 nha. Rồi. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1 triệu nha. 1 triệu đâu. Rồi nói cây luôn. Mã số 2 nha. Số 2 luôn cô chú chị ơi. Cây này xù nu rất là nhiều nha, xù nu mà chảy nha. Lô cây này là cái xù nó ra là tròn, nó chảy hết nha bà con. Hết á. Tại vì đóng gông cái cây này có trà rồi nha. Bà con thấy từ trên xuống dưới nó xù vậy nha bà con. Mã số 2. Số 2. Rồi xây luôn. Cổ đế nở đặc luôn nha bà con, đều hết nha. Cây này về khi nó ra chi kiểu này là nó xù nó bể hết luôn nha bà con. Hiện tại giờ là xù 50-50 rồi đó nha. Bà con thấy những cái này là dấu xù nha. Khi về thì hột gạo đâu thì nó bể nó mọc chồi đó thì sẽ ra xù nó chảy xuống hết nha. Tại dòng cây này rất là mạnh nha bà con. Từ trên tới dưới nha. Rồi ok đó luôn. Hai mươi tám hoành tính bà con 27 nha. Rồi. Cây vô chỗ 5 nha. Chiều cao được 96 nha bà con. Rồi cây giao lưu bà con giá 1 triệu 7 nha. Mã số 2. Rồi cây luôn. Tiếp theo luôn cô chú chị ơi. Mã số 3 nha. Cây phong cao nha bà con. Cá cao nha cô chú chị. Cũng có chi cành nha, khúc trên có chi cành nha. Nó thoát thân lên khoảng chừng 7 tấc nha, là có chia cành đều nha bà con. Nhưng mà chia cành nó hơi còn nhỏ nha. Mã số 3. Đấy cũng nở nha. Thì có hai cọng đế này nó hơi hỏng lên trên. Mình về trồng lắp phân nó sẽ ra cái đầu rễ ngay đây nha bà con. Đó. Nó ra một năm là nó bằng cái cọng rễ này nha. Nó vẫn còn cọng rễ mồi kìm ngay đây nha bà con. Đấy rất mạnh nha. Rồi ok thông số luôn. 34 tính bà con 33 thôi. Rồi, hoặc 32 cũng được nha. Cây vô chỗ 6 hoặc 7 tấc nha. Đấy thì đều hết nha. Tổng chiều cao một cây thước nha bà con. Rồi cây giao lưu bà con giá 2.200.000 nha. Rồi đổi cây luôn anh ơi, đổi cây luôn. Mã số 4 nha. Chi cành đều nha. Cũng là chung lô cây nha bà con. Bông đẹp nha. Đây cái lá này nha bà con, lá nó rất là lớn đó nha. Lá ha, bóc lá. Đó, rất là lớn nha. Lá có găng hết nha. Cây này có răng siêu nha. Đây.
chia cành đều nha. Cái đế nó cũng ấy nha, đây nó cũng vẫn có đế nha bà con, đây vẫn có gồng ghế rất lớn nha. Mã số 4 nha, mã này mã số 4 nha bà con. Hoành thân 30,5 tính bà con 29 nha. Rồi. Chiều cao một cây thước nha. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1,1 triệu nha, mã số 4 nha. Cây tiếp theo. Mã số 5 nha. Là số 5. Chia cành đều nha. Cây này hai lớp đế nha bà con, lớp đế bên ngoài và lớp đế bên trong. Lớp đế bên trong nó rất là tròn nha, đều hết nha. Đó, lớp đế bên trong bà con nhìn kỹ nha. Mà cây này xù rất là nhiều nha, bà con thấy nó bể ra cục u như cái bánh cam nha, nhưng mà chảy xuống hết nha nè. Bà con thấy nó rất là lớn nha. Chỉ cần lại đều nha, bông đẹp nữa nha bà con. Lớp đế trong là nó rất là tròn nha. Xù nu kiểu này là nu chảy nha, chứ không phải nu rồi thời gian nó láng đó nha bà con. Cũng báo cho bà con, xù loại này rất là hiếm nha. Hoành thân 21 tính bà con 20 nha. Cây này vô cho 5 tấc nha. Chiều cao thì được 6,7 nha. Chia cành đều nha bà con. Rồi cây này vô luôn bà con giá 1,4 triệu nha, mã số 5 nha. Số 6 nha. Hôm nay cũng có cặp nữa nha bà con. Số 6 nha cô chú chị. Cây chỉ cần đều nha. Cây đế rất là nở nha bà con. Đế nở luôn. Để đại lắm đó. Đại kéo lại nở. Đế dữ à. Đế tròn đặc hết nha bà con, chỉ cần lại đều nha. Thân cũng lắc nha bà con, cây nào cũng có bể xù ít hay là nhiều hết nha. Mã số 6 nha. Rồi ok, thông số luôn. Hoành thân cây này 20 tính bà con 19 nha. Rồi ok. Chiều cao tới đây được 1 m 12 nha bà con. Rồi cây giao lưu bà con giá 1,1 triệu nha. Rồi 1,1 triệu thổi. Mã số 7 nha. Rồi số 7 cô chú ơi. Số 7. Chia cành đều nha bà con. Cái cọng rễ này nè, nó còn cọng rễ dưới này nha. Nhưng để bà con về tự cắt nha. Rễ này cũng vẫn còn cũng rễ mồi, nhưng mà đây có con rễ nha, là củ đế nó rất là tròn nha. Chia cành đều nha bà con, bông đẹp nha. Rồi ok, đóng số luôn. Hai mươi hai tính bà con 21 nha. Rồi ok. Chiều cao tới đây được 1,1 m nha. Rồi cây này vô luôn bà con với giá là 700 nha. Rồi 700. Mã số 8 nha bà con. Cây này với này cũng có bể xù nghe bà con, nhiều nha. Nó yêu cầu bể xù ra là tròn chân dĩ nha bà con. Ở trên thân cũng vậy à. Ok, thông số luôn.
32 tính bà con 31 nha, gần 33 luôn đó, tính bà con 31 nha. Cây vô tròn 5 nha. Chiều cao 1m4 nha. Rồi giao lưu bà con giá 1,5 triệu nha. Mã số 8 nha. Mã số 9 nha. Mã số 9 nha. Cây có chia cành đế đều đẹp nha bà con. Mã số 9 nha. Số 9 nha cô chú anh chị. Đế đều đẹp nha bà con, chia cành đều nha. Hoành thân 17 nha. Rồi ok. Chiều cao đây được 8 tấc nha. Rồi giao lưu bà con với giá 600 nha. Em là mã số 9 nha. Số 10 nha. Số 10 của chú chị ơi. Cây chỉ cần đều xù nha bà con. Số 10. Số 10 nha. Đó 7 xù chỉ cần đều nha, đế nôm nha bà con. Chỉ cần rất đều nha. Hình thang cây này 18 nha. Rồi, chiều cao đây được 75 nha. Rồi giao lưu bà con với giá 600 luôn nha. Rồi, mã số 10 rồi. Cho số 9 số 10 làm cặp nha bà con. Đây xù cũng bể nhiều nha bà con. Cây này bể khoảng 30% lại 40% nha. Nhưng mà dòng cây này về trồng là bể một cả đâm lên là bắt xù rồi nha bà con. Đế thì đều nha. Mã số tiếp theo nha cô chú anh chị. Mã số 11 nha. Đế thì rất là ok nha. Cây lại xù nữa nha bà con. Mã số 11. Hoành thân 22 gửi tính bà con 21 thôi. Rồi 21. Chiều cao được 6 tấc rưỡi nha. Rồi cây vô luôn bà con giá 700 nha. Mã số 11 nha. Mã số 12. Tại nó bị nước, nó không có ra. Trời mưa, trời mưa. Chi cành cốt chi đóng đều nha, cũng bể sủ nha bà con. Đế thì ok nha. Hoành thân 21 nha. Chiều cao thì được 7 tấc 4 nha. Rồi giao lưu bà con giá 700 nha. Mã số 12. Cái này xù lên tới đọt nha. Đặc biệt là ngay chân tay em ngay đây là nó xù hết 100% nha. Nó bể nha. Bà con thấy nu coi như bánh cam hết trơn vậy nha. To ha. Đế đầy đẹp nha. Đế ok hết nha. Cây đế rất chuẩn nha bà con. Rồi thông số luôn. Hoành thân hơi khó đo nha. Đây thì gì 25 nha. Tính bà con 23 nha. Rồi. Tại nó bị dính thành cục nu nha. Chiều cao 1m03 nha. Rồi cây giao lưu bà con giá 1 triệu nha. Mã số 13 nha. Rồi em này là 14 nha cô chú anh chị. 14 nha. Cái cũ nó rất là nở cây này nha bà con. Hoành thân 18 nha. Chiều cao tới đây là được 4 tấc 1 nha. Rồi giao lưu bà con giá 600 nha. Rồi, mã số 14 nha. Mã số 15 nha. Em này là 15 nha cô chú anh chị. Để quay nha. Lấy cái bàn quay đó. Để hai cái đó. Đây bữa họp. Kẹt 15 nha cô chú anh chị.
Chi cành đều củ đế có nha bà con. Đế đều nha. Chi cành đều nha. Hoành thân 21 nha. Rồi ok. Chiều cao được 8 tấc 8 nha. Rồi. Rồi giao lưu bà con giá 700 nha, mã số 15 nha. Cây này củ đế rất là nở nha, đập luôn nha. Combo. Combo. Còn cây này là xù nguyên một cục trứng ở đây nha bà con. Cái rễ là trứng đó nha. Rất bự nha, cây này xù rất nhiều nha. Nó như giọng búp măng vậy nha. Ở đây vẫn có đế bình thường nha. Xe luôn. Wow. Rồi ok, đo một em luôn. 16. Bình thân cây này 23 tính bà con 22 nha. Rồi. Cây này cũng 23 tính bà con 22 nha. Rồi. Và cặp này giao lưu bà con giá 1.3 nha. Rồi, 1.3 một cặp. Ok, tiếp theo luôn. Mười bảy nha. Rồi, tiếp theo bà con ơi. 17 cũng rambo 2 cây nha. Cây nhỏ này chứ nó xù đấy nha bà con. Cây này chứ nó cũng xù luôn rất là nhiều nha. Phí ship biển rồi, số điện thoại là cái tôm ơi. Số điện thoại là 0984307139 nha bà con. Ok. Rồi, đó em luôn. 16 tính bà con 15 nha. Rồi. Đế rất đẹp nha. 13 nha. Rồi cặp này giao lưu bà con giá 600 nha, mã số 17 nha. Rồi em này là 600. Rồi. Đây nhiều nha, cọng rễ nó bị hỏng nha bà con. Về mình trồng mình lắp phân lại nha. Đây. Xoay luôn, nhẹ nhẹ tay luôn bên đây. Xoay. Rồi, thông số của em luôn. Hoành thân cây này 17 tính bà con 16 nha. Cây này 22 tính bà con 19 nha. Rồi. Rồi cặp này 700 nha. Rồi, 700 bà con, tiếp tục bà con. 18, 7, 19 nha bà con. Rồi, số tiếp theo nha bà con. Rồi, nhẹ tay luôn, nhẹ tay luôn. Rồi, đo luôn. 18 tính bà con 17 nha. Rồi. 20 tính bà con 18 nha. Rồi cặp cho luôn bà con giá 700 nha, 19 nha. 700 rồi đổi luôn. Rồi mã số tiếp theo nha cô chú chị. Cặp 20 nha. 20 combo 2 cây luôn. Nó này 19 giá đâu phải 20. Ủa lộn 20 đúng rồi. Rồi 20 rồi, cũng xe nhẹ tay đi, xe nhẹ xe luôn. Combo 2 cây nha cô chú chị. Rồi đầu tiên đôi em này cái coi. 19 tính bà con 17 nha. Rồi. 19 yếu luôn, tính bà con 17 luôn. Cây này xù nha bà con. Rồi cặp này giao lưu bà con giá 800 nha. 800 cô chú chị ơi, đổi luôn. Cặp 21 nha. Rồi em này là 21 nha cô chú chị. Cây này là xù rất là nhiều nha. Một cặp luôn, combo luôn. 21 nha. 21. Một cặp luôn cô chú ơi. Rồi nhẹ tay xây luôn. Cây này xù rất nhiều, cây này cũng xù nữa nha bà con. Cặp này xù nha. Có xù luôn. Đế rất là đẹp nha bà con. Cặp này đế đẹp nha. Rồi đo em luôn. Hơi khó đo hoành thân nha. Bà con có gì châm chế nha. Hoành thân 22 tính bà con 21 nha. Rồi bên đây. Hoành thân bên đây 20 tính bà con 19 nha. Rồi ok. Rồi cặp này giao lưu bà con giá 1.500.000 nha. 1.500.000 rồi đổi cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Này là cặp 22 nha. 22 luôn cô chú chị ơi. Rồi cho xây điều bay luôn.
122 nha cô chú anh chị. Cây này xù nha, là một cặp nha, đế đẹp nha bà con, đế rất đẹp nha, bán được cặp nha bà con, hoành thân 16 nha. Rồi, hoành thân 16 luôn nha. Rồi cặp này giao lưu bà con giá 700 nha. Rồi 700 ngàn đổi cây mấy nuôi A nha. Rồi mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo luôn cô chú chị ơi. Rồi đó luôn, hoành thân 18 nha, cây 17 nha. Rồi cặp này 700 nha bà con. Rồi 700 nha cô chú chị. Cây này chiều cao khoảng 8 tấc nha bà con. Rồi tiếp theo luôn. Rồi mã cặp tiếp theo, mã số 24 nha. Rồi 24 cô chú ơi. 24 rồi một cặp combo luôn nha. Đa số là lửa cho bà con, về là một cặp không đó nha. Hoành thân cây này gần 23 tới bà con 22 nha. Rồi ok. Cây này 21 tới bà con 20 nha. Rồi xoay mét lên. Rồi cặp giao lưu bà con giá 800 nha. Em này là 800 ngàn. Rồi đổi cây. Rồi mã số 25 tiếp tục. Được ra mà không bà con ơi. Rồi xoay nhẹ nhẹ tay luôn, xoay luôn. Cao á. Cao. Chỉ cần đều nha, cặp này nó cao khoảng mét mấy, cỡ mét 3 nha bà con. Chỉ cần rất đều nha. Dướng dướng cái gì vậy? Dướng. Rồi, ngủ đế rất là ok nha. Đây. Hoành thân 25 đến bà con 24 nha. Rồi ok. Tại 25 nó hơi yếu nha. Cũng vậy luôn nha, 25 đến bà con 24 nha. Chiều qua cao khoảng 1m3 nha. Rồi cặp này giao lưu bà con giá 1,4 triệu nha. Rồi 1,4 triệu. Rồi ok, đã cuối video chào bà con các rồi. Dạ mến chào tạm biệt. Thành thật cảm ơn bà con, hẹn gặp lại sau. Rồi tạm biệt em lại luôn cô chú chị ơi.